nên đang nhờ sự trợ giúp của con bán tải hai cầu này các bạn này. Đấy, lôi nhanh không để mất đà. Ui, cua rộng. Wow, rất vất vả cho anh lái xe, anh chạy nhanh. Lên rồi. Ui, nghiêng này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng theo dõi hành trình đi thiện nguyện của đoàn máy công trình anh em chúng tôi. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang có mặt tại một cái điểm dừng nghỉ tại Hà Nội để chuẩn bị xuất phát. Địa điểm thiện nguyện trên vùng cao của chúng tôi thuộc thôn Nà Khúc, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang. Đoàn của chúng tôi hôm nay đi gồm có một xe của công ty búa phá đá Hoàng Kim, một công ty máy xúc Nagoya, một xe của Hội Máy Công Trình Lương Tài. Và đây là toàn bộ những đầu xe và một dàn những anh em máy công trình đang đi thiện nguyện đây. Đấy. Anh em chúng tôi hiện tại đang đi 6 xe bán tải và một xe tải chở đồ. Thì hành trình này cũng rất là xa và dài các bạn ạ. Đối với ngành máy anh em chúng tôi thì cũng mong muốn là gửi những chút quà gì đó, gửi những cái món đồ nho nhỏ tới vùng cao để giúp cho mọi người có thêm một cuộc sống và một cái gì đó ấm no hơn. Đấy. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, từ khâu vận chuyển người và những cái đồ dùng cần thiết, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành và xuất phát từ Hà Nội. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi cái hành trình của anh em chúng tôi. Hiện tại Mạnh đang có mặt trên xe của bạn Dũng, đại diện cho đơn vị búa phá đá Hoàng Kim. Đây là những km đầu tiên ở trên cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Tính từ thời điểm mà anh em chúng tôi xuất phát thì lên trên được cái địa chỉ Bắc Mê của Hà Giang là phải vượt qua tầm hơn 300 km. Đoàn của chúng tôi thì gồm 2 xe vượt trước rồi. Sau khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ xuất phát từ thành phố Hà Nội, cuối cùng thì anh em chúng tôi đã có mặt tại những km đầu tiên của Hà Giang. Đây là cái cổng chào của Hà Giang. Hà Giang đón chúng tôi bằng một cái thời tiết nắng ấm. Đoàn xe hiện tại đang tập kết bên ven đường để nghỉ ngơi. Sau những phút giây nghỉ ngơi thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục cái hành trình đến xã Yên Cường, huyện Bắc Mê của Hà Giang để tiếp tục với công việc của mình. Để có một cái đất nước bình yên như ngày hôm nay, biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây. Khi đi lên Hà Giang thì đội ngũ của anh em chúng tôi có đi qua một cái nghĩa trang liệt sĩ thuộc thị trấn Vị Xuyên của Hà Giang để ghé vào nơi đây thắp hương để tưởng nhớ những cái anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đây. Đây. Và đoàn thể của anh em chúng tôi hiện tại đã có mặt trước đài tưởng niệm của anh hùng liệt sĩ, và nơi đây là xếp lễ để tiến hành thắp hương cho các vị anh hùng đã ngã xuống nơi đây. Bọn mình 22 người sao nhỉ? 23 người. Đấy. Đoàn Hội Máy Công Trình của anh em chúng tôi đi là 23 người. Để kiếm tiền. Còn lấy trước, nó hoa này nhỉ? Bên nào đấy? Còn biết cái kéo là lọc biết. Các bác là chịu khó hương à? Này thì làm được đấy. Sau khi đã thắp những cái nén nhang từ tấm lòng của mình tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bây giờ anh em chúng tôi lại tiếp tục đi thắp hương cho từng phần mộ của các liệt sĩ ở nơi đây. Rất là rộng các bạn ạ. Biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã từng ngã xuống đây để bảo vệ cho đất nước của chúng ta. Chúng con xin gửi những cái tấm lòng nhỏ bé của mình đến các phần mộ của anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi này để hy sinh, bảo vệ, tạo nên cái cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Và sau khi đã thắp những cái nén hương cho các anh hùng liệt sĩ nơi đây thì bây giờ anh em chúng tôi lại trở lại xe để tiếp tục đi tới xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để tiếp tục với cái công việc còn lại. Và đây là một dàn xe của anh em chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát. Đoàn xe dẫn đầu là của búa phá đá Hoàng Kim. Công ty Nagoya. Xe của anh em tôi đã bắt đầu đi vào phía sâu trong bản. Ở phía sâu trong bản này thì không còn đường nhựa đẹp nữa, mà thay vào đó toàn bộ là những cái đường đất rất là khó đi các bạn ạ. Đấy, đối với những cái đường đất khó đi như này thì xe bán tải 2 cầu là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đối với những xe nào 1 cầu thì sẽ không đi vào được những cái đường khó khăn như vậy các bạn ạ. Đấy, đường rất là dốc và rất là lắm ổ gà. Càng vào sâu bên trong thì đường càng xấu, khiến cho anh em chúng tôi di chuyển rất là vất vả hơn. Rất là khó khăn và vất vả. Bắt đầu vào dần dần bên trong này thì đã có xuất hiện những căn nhà rồi. Đấy, nhưng mà từ địa điểm này anh em chúng tôi xuất phát vào bên trong còn rất là xa và dài. Đấy, rất là khó khăn. Đoàn xe của chúng tôi đi rất là từ từ và chậm rãi để được an toàn hơn. Đấy, xin chào, hello à, những người dân đầu tiên ở trong bản đây các bạn này. Wow. Chiếc xe mang biển kiểm soát 99C10379 dẫn đoàn. Thêm một chiếc xe nữa mang biển kiểm soát 29H04025. Đây. Đường rất là khó đi. tốc độ di chuyển rất là chậm. Những chiếc xe nối đuôi nhau để tiến sâu vào phía trong bản hơn. Đoạn này anh em chúng tôi cần phải băng qua một cái cây cầu nhỏ này. Lên trên phía phần trên kia thì sẽ dốc cao hơn rất là nhiều. Chiếc xe thứ hai của đoàn búa phá đá Hoàng Kim. Còn khoảng 4 xe ở phía đằng sau nữa các bạn ạ. Đây mới chỉ khoảng 3 xe đi trước thôi. Đây, suối rồi rừng này các bạn. Ở trên kia là một cái dốc đá cao hơn. Để được an toàn hơn thì hiện tại các xe của anh em chúng tôi di chuyển giữ một cái khoảng cách nhất là định để tránh trường hợp xe bên trên nó tụt dốc còn có kịp xử lý được. Đây, đường bên trên này càng ngày càng khó hơn. Đến đoạn này thì mới phát hiện Huy được sức mạnh của cái xe hai cầu. Xin chào tất cả anh em Hà Giang. Chúng tôi sắp sửa được gặp các bạn ở phía bên trong rồi. Bạn này rất là lầy các bạn ạ. Đấy, lầy này. Nhẹ nhẹ. Wow, wow, wow. Rồi, xoáy rồi, xoáy rồi. Đấy rồi. Ôi, đoạn này là bị trơn quá rồi. Tay lái rất giỏi. Quá khỏe, một xe đã được qua. Một xe qua. Vâng. Và để xem xe này có qua được không. Đi chậm thôi bạn ạ. Đi từ từ thôi em ơi. Con lái kia đã hỏng rồi. Ra bên này. Đi đi đi. Ừ, thôi đúng không? Hành trình gian nan. Tay lái này cũng phải lo. Rồi, một xe nữa đã vượt qua. Đúng chưa đâu nhá. Đấy cái xẻng lắm nhỉ. Cao cái đất này ấy. Đoạn này khá là vất vả. Để xem một cầu này có đi qua nổi không. Đi về mùi cốt khét rồi, cả hạn cốt là béo ăn đâu. Bây giờ cứ từ từ thôi. Có phải lấy dây không? Không không. Nào. Thôi đủ đâu, alo. Hỗ trợ đặt đê vào. Rồi rồi. Lên thẳng. Ôi tuyệt vời quá. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Không lên được đâu, không lên được đâu. Đây không dậy nữa, để dây kéo. Để dây đi. Để dây kéo. Đây kéo nhau nhá. Đó, lùi lại đi. Lấy cái dây ngắn đi. Đấy, trên xe trang bị đầy đủ dây dợ luôn. Mình ngập cầu sau một tí rồi. Chưa. Đó. Các anh em thì dùng xe bán tải để hỗ trợ kéo lên. Đưa đi. Ôi. Không kéo đâu. Không. Có một nhịp đi. Bùa Văn Nhíp. Đấy, trên xe chở toàn hàng nặng không? Đây rồi em ơi. Đây, móc vào đây. Xuyên vàng. Đưa đầu kia đây. Có cái thanh sắt nào không? Có cái thanh sắt nào không? Ông Biên đấy công đây. Rồi, đúng không? Đóng hai cầu nhá. Cầu chạy chất. Đấy là phải đóng hai cầu. Navara luôn mà. Rồi nó bò lên. Còn bao nhiêu người là đẩy? Đẩy tập trung đẩy nha. Rồi căng tới. Vào đây thì sẽ trợ giúp của hai cầu. Tới đây cứ căng ra. Cứ căng đi. Đi lên, cứ lên đi. Lên đi. Đấy, những khó khăn đầu tiên mà anh em chúng tôi gặp phải trên bản. Trên này lên nào. Rồi, một con đã qua. À, đây. Đi luôn, kéo luôn. Đấy, kéo luôn các bạn này, kéo phụ lên luôn nhé. Rồi, và một đống ở dưới này nữa. Chỗ dưới kia gặp cái đá trơn, bánh quay tít mù. Rồi chiếc xe tiếp theo rất nhẹ nhàng đối với những chiếc bán tải hai cầu. Rất nhẹ nhàng với những bác tay lái rất là lâu năm. Chiếc xe cuối cùng của đoàn. Những chiếc xe chở lương thực. Ông nào mà chưa có bằng lên đây thì sẽ được cấp bằng luôn. Đây, tiếp theo những chiếc xe nối tiếp. Để giảm tải cho xe là các bác chọn hình thức là đi bộ. Vừa thể dục mà vừa cho xe nhẹ. Xin chào anh em, vất vả quá. Đấy, hai cầu có xoáy bánh luôn, đường đá vừa dốc vừa nghiêng ngả. Trơn rất là trơn các bạn ạ. Cũng may hôm nay trời không có mưa, nắng lên nên ở đường nó cũng đã đỡ hơn rất là nhiều. Báo cáo với anh em là anh em vừa quay vừa thở. Báo cáo với anh em là chúng tôi vừa đi vừa thở đây. Đấy, những chiếc xe gọi là mang đến những cái sự yêu thương của anh em chúng tôi dành cho những người dân ở phía trong bản. Mang cái chữ cái ấm về cho bạn. Mới chỉ một chút khó khăn thôi nhưng mà vẫn không thể nào làm được giảm cái ý chí của anh em chúng tôi được. Và con đường hiện tại, con đường đi vào phía sâu trong bản cũng còn rất là xa và dã. Vào đây thì chúng ta có thể tưởng tượng là đi bộ còn nhanh hơn cả đi xe luôn. Hiện tại thì đoàn của chúng tôi đang có mặt trên một cái đỉnh núi các bạn ạ. Đường càng lên đỉnh bao nhiêu thì độ dốc và đường càng sâu bấy nhiêu. Đứng từ trên này các bạn có thể ngắm được toàn bộ những cái gì thiên nhiên Hà Giang mang lại. Những ngôi nhà sàn, những ngôi nhà dân và những cái cánh rừng của thiên nhiên mang lại rất là rộng. Và tiếp tục là một chiếc xe mang biển kiểm soát 99C12078 đang tiến hành là bò lên một đoạn dốc. Và đây là những anh em của chúng tôi. Đấy, bê ngang luôn các bạn ạ. Bê ngang luôn. Xoáy bánh luôn. Rất là khó. Lên thẳng đi. Đều ga là lên thôi. Đấy, rất là rộng. Đi. Lùi lại một tí đi. Rồi. Lên luôn nha, nó vướng vào cái cỏ nó trượt thôi. Lùi lại một tí, lùi lại một tí. Lùi lại một tí đi. Nữa, tí nữa. Tí nữa. Rồi, lấy đà lên đi. Lên luôn nha, lên được đấy. Rồi, quá hoàn hảo. Lên luôn đi, lên luôn. Có tí sức của mình đẩy vào nó cũng lên được. Khét lộp rồi. Thiên nhiên Hà Giang quá rộng lớn. Và chúng tôi chỉ là một trong những con người rất nhỏ bé ở đây. Đây là con dốc cao nhất, cũng là con dốc mà anh em chúng tôi cần phải nhanh chóng vượt qua. Nó vừa xấu và vừa cua gắt. Chiếc xe tải chở hàng hóa kia thì nó có một cầu, nên đang nhờ sự trợ giúp của con bán tải hai cầu này các bạn này. Đấy, lôi nhanh không để mất đà. Ui, cua rộng. Wow, rất vất vả cho anh lái xe, anh chạy nhanh. Lên thôi. Ui, nghiêng ngả vậy nhỉ? Đấy, toàn những tay lái rất là siêu đẳng khi đi trên đồi núi này. Đấy, đường vừa, đấy còn gặp ngay bãi Vân Châu đây, nó trơn nữa chứ anh. Đấy, đúng rồi, đi núi đấy. Đấy, chiếc xe một cầu đã thoát khỏi được cái góc cua tử thần. Một cái góc cua rất là khó chịu. Đấy, đường vừa xấu mà vừa gồ ghề nữa. Vậy nên ở đây mà không có hai cầu thì không thể nào băng qua nổi được. Đấy, những chiếc xe hai cầu thì rất là nhẹ nhàng đều đi lên được. Đấy, cua quá rồi. Đấy, trơn. Vâng, tiếp nối là thêm một chiếc xe nữa. Có nhiều đoạn anh em chúng tôi ngoài việc di chuyển ra còn phải đẩy phụ bằng tay. Đấy, đây và những bác tài thân thương của chúng ta. Vất vả quá. Xuống đẩy đi anh ơi, đã nặng rồi anh còn ngồi trên đấy. Lên được đúng không? Đấy, em bảo đẩy kia, tút rồi. Đấy, không phải đẩy, đấy. Và anh em chúng tôi lại tiếp tục chọn cái hành trình là đi bộ các bạn ạ. Theo đi anh, theo đi, không là đi bộ mệt lắm. Mất ngủ. Về đéo ai không mất ngủ. Vất vả. Cả đêm qua không vào để vào đến đây. tiếp tục. Đấy, quá khó khăn và vất vả để vượt qua những con đường dốc rất là khó đi để anh em chúng tôi có thể vào tới cái địa điểm cuối cùng, đó là một cái trường mầm non nằm sâu phía trong bản. Đây, một cái trường mầm non rất là nhỏ nhưng mà đầy cái tình ấm thương của người dân nơi đây. Đấy, xe của đội ngũ anh em chúng tôi đã lên đủ và tập kết toàn ở đây. Đây, phía dưới của các bạn đây là toàn bộ những cái chuồng trâu này, chuồng trâu và một số nhà dân. Đây là trường học của thôn. Đây là các bạn nhỏ và đội ngũ lái xe, lái máy của đoàn chúng tôi. Đây, xe đây rất là rộng các bạn. Đây, đầy đủ xe hết. Đây, công ty nào xe nào cũng có. Hay chưa? Đội xe này vào trước. Chúng ta cũng đi sâu xuống hơn một tí này. Còn đi nữa không anh? Đội kia còn đi vào sâu nữa à? Xe quay đầu đi. Đây, tập trung toàn bộ ở đây các bạn ạ. Vượt khoảng hơn gần 10 km đường rừng, đường núi, đường đèo rất là khó đi. Thì đoàn của chúng tôi đã tới được cái địa điểm nơi mà trao những cái suất và phần quà tặng ở đây. Đây là một cái đoạn mầm non. Đây là mầm non không anh? Còn trường ấy hát nữa à? Vừa cái dây trong số lắm. Ngồi đây cho bà đây này, ngồi ở chỗ bà này đấy, em ngồi bên đấy, ngồi bên trên đó bà ấy, đấy, rồi, ok, đấy, anh ấy cái là, giờ chú thì đấy xa xa là mới được dò, à chụp đi, rất là vui, à chụp đi. Bây giờ là xe này họ quay đầu rồi. Vướng ảnh một này, vướng cái dây này, vướng dây xấu xấu. Mà lên, mà lên. Đây đây, cầm cái dây này kéo lên cho anh. Nhấc cái dây lên cho nó đẹp, quặc quặc lên trên đấy. Ai ai cao quặc lên cho. Thử nghiệm tiếp. Ai báo tiếp. Ok. Đó, đứng ra cái đám kia. Báo cáo xếp. Đấy, đứng ở giữa đám ấy, đây. Đấy. Đó, đấy đây, đây, đứng đây, đứng đây. Đứng ở giữa đám, đấy. Đấy, chụp cái bánh ra ở đây. Chụp rồi. Đây đứng ở góc này đẹp này anh này. Đứng ở đây này, đứng ở đây cũng đẹp này. Rất là rộng. Đấy, đây là toàn bộ những người dân ở nơi đây các bạn ạ. Đấy, xe của tôi đã gặp sự hết rồi đây. Đưa ra anh, xong rồi. Thế bảo vào sâu trong nữa sao rồi, hay thôi. Đưa ra. Còn cái xe một cầu nữa chưa vào sao? À, kia hết rồi. Bây giờ mở con máy tải ra, mở con này ra đi. Con này là quả ai cũng bằng không? Bằng đây, những bạn nhỏ, bạn trẻ. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiến hành trao những cái suất quà tặng nho nhỏ để gửi đến những người dân ở nơi đây các bạn ạ. Đấy, mình sẽ trở lại với các bạn trong phần 2 của cái video này nhé. Chiến ơi, chiến ơi.